Đây là những thứ lâu dài nhất trên cõi đời. Vào đầu năm 2013 thì ba người bạn này đã lập kỷ lục thế giới về chuyến đi taxi lâu dài nhất. Họ đã đi taxi hơn 43.000 km, thậm chí là có những lúc thì họ phải thuê tàu, thuê xe khác chở cái taxi chở họ ở bên trong để mà đi qua biển hoặc là đi qua một quốc gia khác. Họ đã đi qua hơn 50 quốc gia và cái bill tính tiền cuối cùng đó là hơn 100.000 đô. Tức là niềm mong ước của bất kỳ bác tài taxi nào, chở xong là về hưu luôn. Tiếp theo là bài giải toán dài nhất, được giải trên hơn 15.000 trang giấy. Có hơn 100 người đã giải và giải trong suốt 30 năm. Nghe xong cái bài giải toán này thì nhìn lại các bài tập về nhà của mình, các bạn còn thấy khó khăn không? Thời gian ăn kiêng lâu nhất đã được hoàn thành bởi một người đàn ông tên là August Papery. Anh đã nhịn ăn liên tục trong 382 ngày, chỉ có uống nước thôi. Và cuối cùng thì anh đã giảm được 136 kg. Đúng là tinh thần thép nhỉ. Chúng ta chỉ cần ăn trễ một bữa thôi là đã cảm thấy mệt mỏi không thể làm việc nữa rồi. Và video dài nhất thì được đăng lên YouTube, cũng mang tên là video dài nhất trên YouTube luôn. Nó dài 25 ngày và được tạo ra vào năm 2011. Thế nhưng rất là tiếc nó đã bị xóa đi rồi. Bởi vì là rất nhiều người đã muốn xem hết cái đoạn video này, muốn chinh phục và đã bị ảo thị giác, ảo thính giác. Và cuối cùng, cuộc hôn nhân kéo dài nhất, kéo dài đến 90 năm giữa Karam và Catherine Chen, người Anh. Suy nghĩ kỹ thì cái kỷ lục này rất là khó nha mọi người. Không chỉ là phải sống hạnh phúc với nhau mà còn phải sống thọ cùng nhau nữa. Chỉ cần một người ra đi trước là stop.